Xin chào mọi người, hiện tại thì bác sĩ Việt vừa thực hiện xong ca treo mài laser đính cơ cho một cô khách. Và đây là hình ảnh của cô trước khi phẫu thuật. Thì mọi người có thể thấy là trước khi phẫu thuật nha, phần da dư của cô khá là nhiều nè. Phần da dư ở phía dưới cung mài của cô khá là nhiều, nên là che đi nếp mí tự nhiên, làm cho đôi mắt của cô trông trở nên buồn hơn. Đây, ở góc nghiêng thì mọi người có thể thấy là da dư rất là nhiều, làm sụp mí, cho nên là đã che đi cái nếp mí tự nhiên của cô. Thì sau khi mà được bác sĩ tư vấn thì cô quyết định thực hiện treo mài laser đính cơ để loại bỏ đi phần da dư nè, giúp trẻ hóa đôi mắt và làm cho nếp mí tự nhiên trông lộ rõ hơn. Thì sau bác sĩ sẽ thực hiện một đường tiểu phẫu nhỏ ở dưới phần cung chân mày, sau đó sẽ loại bỏ đi phần da dư. Và sau khi mà bác sĩ thực hiện xong, bác sĩ sẽ đính cơ ở phần đuôi mắt để giữ cho cái kết quả đẹp sẽ lâu hơn. Và bây giờ thì mọi người cùng nhìn ngắm cô sau khi thực hiện nha. Đây, phần da dư đã được loại bỏ đi rất là nhiều nè. Và đồng thời là mắt của cô, hai mí đã trở nên rõ hơn và tự nhiên hơn. Đường mày rất là đẹp luôn. Tuy là mới phẫu thuật thôi nhưng mà đường mày rất là đẹp và không có bị sưng bầm nhiều. Cô ơi, trong quá trình mà thực hiện mình có cảm thấy đau hay khó chịu gì không ạ? Không. Vậy thì lúc mà mình trước khi mình làm á, mình có hồi hộp không ạ? Cũng thấy cái tê cũng không có đau, đâm giờ. Dạ. Dạ rồi, một tí nữa khi mà mình về nhà thì cô cứ đi đứng sinh hoạt bình thường, xong rồi cô nghe theo lời dặn của mấy anh chị bác sĩ á, mình vệ sinh vết thương kỹ lưỡng. Đường mày của cô rất là đẹp luôn á, thì cô cố gắng cô vệ sinh kỹ nè và uống thuốc. Thì sau đó mình 5 ngày mình trở lại đây để mà mình cắt chỉ. Thì sau khi mà mình cắt chỉ xong á, thì cái đường mai, cái đường phẫu thuật của mình nó sẽ nằm sát ở dưới cung chân mày luôn. Và sẽ không có để lộ cái đường mai đâu, đường thẹo, cho nên là cô yên tâm nha. Đây, mọi người có thể nhìn kỹ rõ hơn nè. Phần đường mai rất là sát ở dưới phần chân mày của cô, và phần da dư đã được loại bỏ đi rất là nhiều nè, làm lộ lên cái nếp mí tự nhiên của cô khách, nhìn cô trẻ hơn rất là nhiều luôn. Đồng thời cái phương pháp này cũng sẽ giúp loại bỏ đi nếp chân chim ở dưới đuôi mắt nữa. Cảm ơn cô đã tin tưởng bác sĩ Việt cũng như là tin tưởng Viện Thẩm mỹ Nguyễn Du để đến thực hiện treo mài ngày hôm nay. Thì hiện tại thì Viện Thẩm mỹ Nguyễn Du đang có rất nhiều các chương trình ưu đãi giảm giá, cho nên khách hàng nào chúng ta có nhu cầu muốn trẻ hóa đôi mắt của mình thì hãy liên hệ ngay với Viện Thẩm mỹ Nguyễn Du tại số 355 Võ Văn Tần, phường 5, quận 3, hoặc là đặt lịch hẹn qua số hotline 0938 442 998. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại ạ.